Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái kèo ở trên sàn PHP B2B. Đây là kèo các bạn sẽ nhận được cái đồng PACT. Đây là những cái bạn nào mà đã đăng ký xác minh KYC thì các bạn sẽ nhận được 100 cái đồng này. Nhưng mà khi nhận được 100 đồng này thì các bạn sẽ phải trao đổi ở trên sàn thì mới có thể mở được cái đồng PACT này. Vì thế cho nên là mình nghĩ là cái dự án này sẽ rất là khó và hiếm và cũng sẽ có giá trị ấy. Vì thế là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn đăng ký tài khoản cũng như là các bạn sẽ xác minh KYC cái dự án này nhé. Thì mọi người đăng ký tài khoản thì nó cũng như giống như một số sàn khác như kiểu sàn Binance hoặc là Huobi thôi. Các bạn vẫn đăng ký nó cơ bản như những cái sàn khác thôi. Thì mình sẽ không nói qua cái phần đăng ký nữa nhé. Đăng ký xong thì mọi người vào trong cái phần KYC này này. Mọi người KYC cho mình cái level stack 1 và stack 2 các bạn nhé. Sau là mở cái ấy lên, Google Play lên, xác minh email lên nhé. Là xong thôi. Đấy. Ở đây KYC các bạn, ở đấy là stack 1 và stack 2, ok là được nhé các bạn nhé. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải chuyển cái tài sản lên đây. Thì cái min trade của nó là khoảng 10 đô la nhé, trở lên. Thì các bạn sẽ vào cái phần wallet đấy. Phần My Account này này. Ở đây thì mọi người sẽ search, các bạn chuyển lên trôn lên cho nó rẻ nhá. Thì các bạn vào trôn này, thì các bạn ấn vào deposit nhá. Cái sàn này chuyển lên hơi chậm nha mọi người nhá. Đấy, ở đây thì các bạn thấy là mình đã deposit lên đây rồi, thì các bạn sẽ copy lại cái ví này này. Đấy, chuyển trôn lên. Chuyển trôn lên xong thì các bạn vào trong cái phần account thì các bạn sẽ thấy ở cái phần wallet này thì các bạn thấy có chữ PACT account thì các bạn sẽ ấn vào đây. Đấy, ví dụ ở đây nhá, thì mình đăng ký được 100 và chắc là hai bạn nữa đăng ký theo mình thì mình được 300 và nó đang lock nhá. Thì nó yêu cầu các bạn sẽ phải mở lock như sau. Thì một ngày thì nó sẽ có khoảng bao nhiêu đấy. Đấy, đây ở đây nó bảo là còn 19 đây đợi minute nữa là nó sẽ update. Thì khi mà nó update thì mình làm tròn nhiệm vụ ấy thì mình sẽ claim ở đây. Các bạn thấy ở đây là nhiệm vụ của mình để mở 4 cái PACC này là hai giao dịch nhá. Mở 8 là 4. 6 là cái này thì nói chung là các bạn giao dịch càng nhiều càng càng mở được nhiều. Đấy, các bạn giao dịch 20 lần thì các bạn sẽ mở được 40 cái này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy thì các bạn cứ vào trong là giao dịch thôi. Đấy, trade thì các bạn sẽ vào đây trade thôi. Đấy, ví dụ mình có cái đồng lúc nãy là mình có đồng Tron phải không? Thì mình sẽ trade từ Tron sang Tron Tron sang USD nhé. Đấy, ví dụ ở đây Tron USD ở đây. Đấy, các bạn thấy là mình có chuyện ở chỗ mình phải chuyển vào trong đã chứ. Nó ở chỗ My Account này. Tron này. Đấy, thì ở đây có 340 đấy mình vừa mới deposit vào thì các bạn ấn vào transfer nhé. Các bạn ấn transfer từ cái My Account sang Trade Account thì các bạn ấn vào mark. Các bạn ấn confirm thì nó mới chuyển và qua cái tài khoản trao đổi cho mình. Đấy, khi vào trao đổi Trade Account thì các bạn thấy ở đây là mình có chừng này rồi. Đấy, sau đấy thì các bạn mới vào cái phần trade Tron USD. Ở đây thì các bạn thấy là mình có 300 bao nhiêu đây. Đấy, cái phần my order này sao không có nữa. 397 này. Đấy, ví dụ các bạn muốn sell hết đi, các bạn ấn vào sell. Đấy, các bạn sell nhá. Đấy, sell như thế là xong rồi nhá. Thì các bạn thấy là ở đây mình có 25 bao nhiêu đây. Thì ví dụ các bạn sell xong thì các bạn muốn buy lại thì các bạn ấn vào buy. Đấy, ví dụ như thế nhá. Đây, ví dụ các bạn buy thì nó phải buy hơn hơn một ít tại vì cái giá trị của nó đã lên rồi ấy. Đây 84 phải không? Ở đây thì mình mua 82 thì nó vẫn không trôi được phải không? Đây nó lên 87 rồi đây. Đấy, ví dụ như thế nhá. Thì các bạn cứ trade 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 như thế thôi. Thì mình cứ update làm phải thì nó sẽ update giá cho mình thôi, không thì mình tự đánh giá vào nhé các bạn nhé. Cái sàn này thì mình thấy là mua bán cũng khá là ok nhưng mà dip lên thì khá là chậm nhá mọi người nhá. Mình dip lên á gần một nửa ngày mới lên được ấy. Bực mình ghê cơ. Có lúc nó lên nhanh nhá, có lúc thì nó lại lên chậm, bực mình ấy. Đấy, ví dụ ở đây. 84 88 mà nó cũng không trôi cho nên này. Đấy thì các bạn nó sẽ tính cái lệnh nhé. Các bạn có USD thì các bạn có thể mua các đồng khác để như kiểu gọi là nó nhanh hơn đấy.
Các bạn có thể chuyển qua mua XRP cái gì đấy nhé. Đây, xóa đi. Hoặc là BTC thì nó sẽ trừ nhiều hơn đấy. Hoặc là NEO hoặc là các thứ tùy các bạn nhé. Hoặc là XLM này. Đấy là tùy mọi người nhé. Đấy, các bạn có thể đánh cái giá của nó vào đây này. Sao là mua thôi. Các bạn trade càng nhiều lệnh thì càng tốt. Đấy, sau 19 phút nữa thì nó mở thì các bạn claim thôi nhá. Các bạn trade 20 lệnh đi, tí nữa các bạn sẽ claim được hết. Đây. Ví dụ các bạn muốn buy đi. Chưa thấy trôi này. 291. 2916. Đấy, complete rồi đây. Đấy, coi như là mình đã tròn cái hai lệnh lúc nãy phải không? Tròn cái hai lệnh ở trên trên cái này này. Đấy, thì các bạn đã cái tròn hai cái lệnh này. Các bạn sẽ mở được bốn cái đồng này. Đấy, 4 lệnh thì các bạn mở 8. Đấy, 6 lệnh thì các bạn mở 12. Đấy, như thế là các bạn cứ trade thôi nhé. Các bạn trade thôi, nói chung là sẽ mất phí thôi. Các bạn sẽ phải mất một ít phí chứ, chứ không phải là tự dưng mà các bạn là không mất cái gì cả. Nhưng các bạn trade ở trên này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải mất phí rồi. Các bạn nhé. Đấy, ví dụ như kiểu lúc nãy mình 25 đô 10 bao nhiêu đấy. Thì bây giờ các bạn thấy là còn 25 đô 16, đấy ví dụ như thế. Đấy, thì mỗi bạn đăng ký thì sẽ nhận được 100. Và nếu mà các bạn muốn nhận được 100 đấy thì các bạn cũng phải trade để mới mở được. Chứ không phải là các bạn giới thiệu bạn bè xong và người ta đăng ký là các bạn nhận 100 là 100 luôn. Để khi mà các bạn mở xong thì nó sẽ available ở đây, token ở đây nhé. Còn khi mà nó đã mở sau mười mấy đây nữa này, 14 đây nữa thì nó mở thì nó mình sẽ thấy cái nút claim ở đây. Thì các bạn ấn claim, hàng ngày thì nó sẽ mở một lần cho mình như thế. Đấy, thì các bạn trade được càng nhiều thì các bạn sẽ mở được càng nhiều các bạn nhé. Đây là link giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia. Đấy, cái dự án này nó chỉ thế thôi các bạn nhé. Các bạn mở làm nhiệm vụ để mở cái PACT, khi đăng ký sẽ nhận được 100 và các bạn trade thì dip vào 10 đô trở lên. Đấy, càng dip càng nhiều càng tốt tùy các bạn. Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ trade và nó sẽ mở cái PACT cho các bạn. Sau này thì nó sẽ cho staking hoặc là nó sẽ cho trao đổi ở trên sàn này. Đấy, ở đây nhá. Đây. Thì nó sẽ cho trao đổi hay là staking thì lúc đấy thì mình sẽ nhận được và được trao đổi ở trên sàn. Đấy, nói chung là cái dự án này mình nghĩ là sắp chắc là sắp kết thúc rồi ấy. Đấy, cho nên là mọi người ấy nhá, mọi người làm nhá. Thấy cũng ra khá là lâu rồi. Đấy, cho nên cảm ơn mọi người nhé đã theo dõi cái video hướng dẫn này của mình. Bạn nào mà chưa tham gia cái dự án này thì các bạn làm nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.